Hôm nay là ngày thứ sáu Đà Nẵng thực hiện chuyển sang trạng thái nới lỏng cách ly xã hội. Đa số người dân đều ý thức việc thực hiện các quy định trong trạng thái mới, đặc biệt là các hàng quán kinh doanh ăn uống không phục vụ tại chỗ mà chỉ được bán mang đi. Sáng nay, tại phố chuyên doanh ẩm thực đường Huỳnh Thúc Kháng, hầu hết hàng quán đều bán hàng trở lại, nhưng chỉ bán mang đi. Người mua, người bán vẫn mang khẩu trang và thực hiện giãn cách an toàn trong mua bán. Có quán còn để sẵn dung dịch sát khuẩn ở vị trí dễ nhìn nhất để mọi người rửa tay sát khuẩn. Thế mình phải theo yêu cầu nhà nước đưa ra chứ, đề nghị ra chứ, cho an toàn cho mình và cho họ nữa. Dạ, bán đem về kệ bán ít, hoặc là ít bán nhiều là nhiều, cho còn hơn bị bệnh lai cộng đồng không. Đây là tuyến phố ẩm thực nên hoạt động kinh doanh ăn uống khá sầm uất. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, các hộ kinh doanh nơi đây đều ý thức tốt việc giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong trạng thái mới và không tăng giá. Giá cả vẫn bán nguyên, ai bán răng không biết cho ai mà vẫn bán nguyên rồi đó. Chứ giờ bây giờ dịch thì làm ra mà bán lây rồi mà thịt cũng đâu có lây, cũng này cũng đâu có lây mà bán lây rồi ra mà tiền mà ăn nữa, thấy không? Vẫn bán nguyên rồi đó. Dân mà cũng khổ mà lây như nữa. Sau hơn một tháng cách ly xã hội, người dân phải tự nấu ăn sáng ở nhà. Nay hàng quán ăn uống được mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu của người dân là rất cần thiết. Song cả người mua và người bán đều đồng lòng tuân thủ việc bán mang về để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, không chủ quan trong phòng chống dịch. Giờ đồ ăn họ cũng tự nấu ở nhà, còn họ mua chỉ có những cái buổi sáng đồ lâu nên họ ăn ở nhà quá rồi thì thành bây giờ mới giãn cách ra thì họ mua về họ ăn thôi, chứ họ không dám ngồi ăn ở quán. Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, những ngày gần đây vẫn xuất hiện tình trạng một số hàng quán ven đường vẫn cho khách ăn uống tại chỗ, bất chấp những quy định của thành phố. Mặc dù chỉ số ít hàng quán vi phạm, nhưng nếu lực lượng chức năng và địa phương không chấn chỉnh và xử lý kịp thời, thì nguy cơ sẽ phát sinh ngày càng nhiều hàng quán vi phạm. Rõ ràng, người dân cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội trong tình hình mới. Nhưng nếu chủ quan, lơ là, nguy cơ dịch bùng phát trở lại là điều khó tránh khỏi.